cái nhà mình ở đây là anh Hải nghe cô chú anh chị. Đó, mà vậy mà cái thằng kia nó kêu anh Hải thì này kia cô chú anh chị. Đây là cuối cùng là đi xe nào? Bữa nay là ngày mấy anh? Hả? Bữa nay ngày mấy? Bữa nay ngày 16 không? 6 không? Bữa nay ngày 6 mấy giờ rồi? À, ngày 16. À, lúc 11 giờ. Lúc 11 giờ. 6 tháng 10 nha. Đó, ngày 6 tháng 10 nha. Trời ơi. Quay đầu. Đó, ngày 16 tháng 10 nha mọi người. Mẹ thiệt luôn. 11 giờ nha. Khổ ghê, anh Hải ngồi đây vậy nè. Đồn tin nó kêu anh Hải thì bị bắt kia kia. Bị giật lại luôn á. Đó. Anh đi luôn. Rồi ok, anh Hải nha. Đó cả nhà. Thì anh Hải mới ở trong nhà đi ra ha, khúc mà không quay anh Hải đi trong nhà đi ra nha cô chú anh chị. Đó, thì em cũng chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem. Thì nó cứ kêu anh Hải thì bị bắt là tại quán số Bun Bun. Đó, cô chú anh chị. Đúng rồi, bọn này bây giờ nó hết đường rồi, nó câu like của Vi rất là nhiều cô chú anh chị. Đó. 11 giờ nha cô chú anh chị ơi. Là ngày mùng 6 nha. Ngày mùng 6 tháng 10 nha cả nhà. Hãy còn đứng chiếc xe chuẩn bị quay lại nè. Thấy chưa? Đó, nãy đi chiếc xe đó. Ở xe anh Hải này nha mọi người. Đó, anh Hải ngồi lên xe đó, hả cả nhà. Vậy mà nói anh Hải là bị công an bắt ở tại khắp Bun Bun. Tại hiện tại khắp Bun Bun thì nhân viên của chị Hồng Loan của anh Hải cũng livestream bán hàng bình thường cô chú anh chị, mà đi vu khống người ta này kia đó, đó là bị công an bắt cô chú anh chị. Câu like bất chấp thì vậy mà những người bị mù quáng và giải mà cũng vào xem like của nó cô chú anh chị, nó không có một cái sự thật nào cho nó đúng đắn cô chú anh chị, toàn là thứ những cái mà bịa đặt ra để câu like của view mọi người. Thì cô chú anh chị cũng đã biết thì hôm bữa ngày mùng 4 phải không cả nhà, ngày 4 mùng 3 rồi cô chú anh chị, hồi nay ngày mùng 4 cả nhà. Thì chị Bích Trâm với anh Linh Tý cũng lên phường gặp cùng anh nghệ sĩ hết thời Hài Ly Tím của chú anh chị, Cà Tím đó. Anh cũng gặp trên đó, cũng viết hai người, cũng viết bản biên bản cam kết là nếu như mình có một clip nào mà sỉ nhục người khác, ví dụ như chị Bích Trâm sỉ nhục ổng, thì ổng đưa cái clip lên cho lên YouTube và Facebook. Thứ hai nữa, nếu như mà chị Trâm mà chửi ổng á, thì ổng đưa nó Facebook, còn mà ổng chửi chị Trâm á là clip đó sẽ có đưa lên cho YouTube và Facebook cho một cộng đồng biết được. Nhưng đặc biệt nhất ổng là có clip chửi chị Bích Trâm của anh Linh Tý và gia đình của anh Linh Tý Bích Trâm nghe cô chú anh chị. Rất chữ rất nhiều và bị đặt vu khống mà mất cái danh dự của họ. Mà khi mà chị Bích Trâm với anh Bích Trâm anh Linh Tý mà đưa ra cái điều kiện là nếu có chữ Bích Trâm có chữ ổng thì ổng tiếp tục sẽ đưa cái clip ra. Nhưng hiện tại bây giờ thì hồi sáng nay á, cô chú anh chị cũng đã biết chị Bích Trâm của anh Tý cũng đưa lên trang YouTube rồi. Đó là có chứng cứ đầy đủ nghe mọi người, có chứng cứ mọi người đã hứa rồi, có đưa lên thì đúng ngày mùng 6 này sẽ có tung ra những cái clip đó. Chắc chắn là cô chú anh chị là các anh Hề Lũ này, anh Hề Hết Thời này, cô chú anh chị không có bằng chứng đâu cô chú anh chị, toàn là bị đặt để là kiếm những cái đồng view và sống qua ngày để sau đó là di chuyển về Mỹ của chú anh chị. Tuy ảnh là người Việt Nam, những mang quốc tịch nước ngoài là của chú anh chị cũng đã biết con người như thế nào rồi, con người đã bở bội rồi rất là nhiều, bản đậu đất nước của chú anh chị chứ không phải là đơn giản đâu mọi người. Những cái loại thành phần này của chú anh chị mình đi thẳng tay đi ngay nha. Còn đặc biệt hôm bữa Linh Tý Vệ Trầm cũng đi xuống dưới xăm nghệ sĩ hài Tấn Bèo của chú anh chị, và anh ta này cũng lên cũng nói rất nhiều, bị đặt vào vu khống rất nhiều chú Tấn Bèo của chú anh chị. Xong chắc có lẽ là em nghĩ là bên của gia đình của chú Tấn Bèo cũng làm việc với anh này, vu khống bị đặt thì chú cũng khỏe mạnh bình thường đó, mà lại nói chú này nữa kia của chú anh chị, nó rất là để kiếm những cái đồng view. Mà em nói thiệt tình của chú anh chị, những người mù quáng sau đó mà cũng đi vào xem những cái thành phần này nó kia của chú anh chị, đặc biệt nhất là cô chú anh chị xem cái clip đầu tiên video đầu, cái clip này mà đầu tiên cái video đó của chú anh chị. Còn đó biết là anh Hải hiện tại là đang ở số 5 thì đi ra ngoài. Thì hôm bữa nay em cũng nói luôn cho cô chú anh chị biết là gia đình anh Hải cũng sửa nhà, nó làm nhà vậy đó,
là anh Hải là quản lý đó của chú chị, bởi vì anh Hải là con một, rồi quản lý ở đó coi nhà làm này kia đó. Mấy ngày chủ nhật là anh Hải cũng vì sớm thì anh Hải sáng sớm mới ra ngoài rồi, mà dậy có thằng thám tư, có thằng thám tư luồn nó lên cho nó anh Hải này bị bắt này kia của chú anh chị, vô khống nó láo bị đặt, không có chuyện không có đâu, mà có nhà mình cứ đi vào tin không là sao đó, có nhà mình cứ bình tĩnh cứ nghe bên đó qua đây nó này nó kia, em nói thiệt có chú anh chị chứ nhiều nhiều cái có những cái comment ấy nói là kênh của em ấy, thì nếu mà không quay Hồng Loan hôm nay thì chả muốn ai thèm, tôi nói thiệt của cô luôn á, tôi đâu có cần những người đó mà vào xem của tôi đâu. Nó có nhà những của chú anh chị mà yêu quý em ấy, thì của chú anh chị đã ủng hộ tiền miền rất lâu này, 32-34 ngàn mà trong đó có 1 ngàn, một ví dụ 34 lần lấy một đi, có 1 nghìn cô còn 34 ngàn, người ta cũng yêu quý, người ta có đăng ký vào đây, còn cô không chả có gì mà cô đánh mà bệnh cô comment cái kênh của tôi đó, cô chả là có gì á của chú anh chị. Hiện tại là nó đi nó công kích này kia của chú anh chị, nó càng ngang tức ở đủ thứ đó của chú anh chị, nở miếng ăn mà nó cũng đi phân biệt này kia cả nhà đó, thì cả nhà cũng đi biết xem cái video này. Nên nhớ có cái thông tin để tiếp em sẽ cập nhật cô chú anh chị nào mà yêu quý chị Hồng Loan, chị Ni như ca sĩ chị Ngọc Liên, ngày 16 tháng 10 cô chú anh chị hãy đến nhà chị Hồng Loan, hoặc là liên hệ với anh Bầu Xô Vê Lê và con cà phê Copy 386 đường Lê Trọng Tấn, phường Tân Thạnh, quận Tân Phú để ủng hộ mua cái giá vé 250 ngàn của chú anh chị. Mình đến trước thì mình thêm trước, xin lỗi cái nhà, mình đi trước thì ngồi trước, mình đi sau thì ngồi sau, hay cả nhà giống y như hôm lúc trước của cô chú anh chị đó. Đặc biệt là có má tư Hồng Loan, rất nhiều anh chị nha, có đặc biệt nhất có chị ca sĩ Ngọc Liên và ca sĩ Hân Mại cả nhà, thì vô lưu cô chú anh chị cái thông tin là bữa đó sẽ có chị Ni xuất hiện nha mọi người. Thì cô chú anh chị rất nhiều cũng đã yêu quý chị Ni cũng như yêu quý anh em trong team đó, cả nhà đến bữa đó cả nhà mình để ủng hộ ha, mua giá vé rất là tuyệt vời. Thì em cũng cập nhật cho cả nhà mình cái thông tin như vậy, thì chị Bích Trâm cũng đưa lên clip trực tiếp nó thẳng rồi, còn anh thì hết thời kia mất máu kia thì vẫn im lặng, không có cái lời đáp trả nào cho thích đáng của chú anh chị, chọn là cô chú anh chị chứ nó láo nó xạo thì làm sao mà có cớ để nói được, khi người ta hỏi là đâu có cớ được mọi người đó. Như em cũng vậy này, cũng rất rất nhiều những cái thành phần là bị đặt vu khống em, nói em này nó kia quay sai này kia, thực tế là em có bằng chứng đâu đó cả nhà, có bằng chứng đâu, chả có bằng chứng nào hết á, toàn là nó láo không cả nhà đó, nó láo lại mà khi người ta ra công an thì cầm cái mồm lại luôn, không biết nói gì luôn cả nhà đó. Thì em cũng chia sẻ của chú về cái clip này, hiện tại là anh Hải vẫn còn ở số 5 đó, mới về đi công chuyện tiếp thì chị Hồng Loan cũng ra công việc của mình đó. Cô chú anh chị xem video này cả nhà, mình chia sẻ like và share cho Tin Vui Miền nha, cảm ơn cô chú anh chị đã rất nhiều đã ủng hộ cho Tin Vui Miền được nay 34k rồi, 34.000 ca rất nhiều luôn, cảm ơn cả nhà mình, bye bye cả nhà mình nghe, hẹn cô chú anh chị và các bạn mình những video tiếp theo, chúc cô chú anh chị một ngày cuối tuần vui vẻ, bình an, tốt đẹp ạ.